Điều gì xảy ra khi mà bạn tái sử dụng dầu ăn? Thứ nhất là tăng cholesterol máu xấu LDL. Thực phẩm được nấu bằng dầu ăn mà đã qua sử dụng có thể làm tăng mức cholesterol máu xấu LDL trong máu. Và mức cholesterol LDL này cao nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch và đột quỵ. Thứ hai, tăng tiết dịch axit dạ dày. Ăn dầu ăn chiên đi chiên lại có thể gây cảm giác nóng rát ở trong dạ dày và cổ họng. Đây là biểu hiện của cái việc tăng tiết axit ở dạ dày. Lúc này bạn nên tránh những cái đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn để giúp giảm tiết axit dạ dày, giảm nguy cơ mắc những cái bệnh lý về trào ngược dạ dày thực quản. Thứ ba, đó chính là ngộ độc thực phẩm. Khi dầu ăn mà đã qua sử dụng không được lọc và bảo quản đúng cách á, thì các mảng thức ăn nha còn sót lại trong dầu ăn, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc thực phẩm, thậm chí là nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Thứ tư, đó là ung thư. Việc đun sôi dầu ăn nhiều lần có thể làm thay đổi thành phần của dầu và giải phóng các arolin, một hóa chất độc hại có khả năng gây ung thư. Tái sử dụng dầu ăn cũng có thể làm tăng sinh những cái gốc tự do trong cơ thể gây viêm, và nó chính là căn nguyên của hầu hết các bệnh lý mãn tính nguy hiểm, bao gồm như là ung thư, béo phì, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường tiếp 2. Thứ năm, đó chính là làm tăng huyết áp. Thì những cái phản ứng hóa học mà nó thay đổi hoặc là nó làm thay đổi những cái thành phần hóa học dầu mà được sử dụng, giải phóng những cái axit béo tự do và các gốc tự sản xuất như là monoglycerid, diglyceride và triglyceride. Độc tính của những cái hợp chất này hình thành sau khi chiên nhiều lần có thể gây lắng động mỡ nè, hay lắng động lipid, kích ứng những cái phản ứng oxy hóa, tăng huyết áp và gây xơ vữa động mạch. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.